Ok, và trước khi móc step thì các bạn cần phải lưu ý gì? Vì đây là cái step mà nó đã được lúc sẵn rồi, cho nên là các bạn cần phải vệ sinh. Thì cái vệ sinh này cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta lấy cái khăn giấy á, khăn khô á, thì chúng ta có thể lau qua các cái đầu của cái step này, tại vì cái đầu này nó đều có bôi dầu lúc hết rồi. Chúng ta lau cho sạch. Sau khi lau sạch rồi, chúng ta để vào trên một cái mặt phẳng để test cái độ vân. Mình kiểm tra cho được nó bị cong hay là bị vân không. Để mình uốn lại cho nó thẳng. Để uốn thì chúng ta cũng có thể sử dụng hai cái ống tiêm. Chúng ta có thể bẻ cho nó cong không, cho nó đều. Ok, như vậy là tạm ổn rồi. Vì cái này không phải là một dòng step xịn chà sò cho lắm, cho nên là các bạn cần rất là khó để mà có được cái bộ step hoàn hảo. Nếu mà các bạn muốn ngon hơn thì các bạn nên đầu tư một cái bộ step xịn. Thì lúc đó khi mà mình cân thì nó sẽ thẳng hơn và ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây là cái bộ step nó được tặng kèm thôi, cho nên là các bạn cũng không cần thiết là phải cân cho thật chuẩn, miễn sao mình thấy chấp nhận được là được. À, một cái nữa là những cái step này nó đã đều cắt chân hết rồi, tức là nó không còn thừa cái chân thừa ra. Chúng ta không cần phải cắt mà nó đã có cắt sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ lúc thêm một ít dầu vào trong những cái phần mà nó đang cần thiếu. Do những cái step này hồi nãy là mình đã có gỡ ra, mình chùi hết rồi, cho nên là mình cần phải lúc lại. Về cách lúc các step này thì mình đã có làm video hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể xem lại. Còn bây giờ thì mình chỉ cần việc lúc và lắp vô thôi. Vì những cái step ở phía trong những cái stem này thì nó đã có lúc sẵn rồi, cho nên là chúng ta chỉ cần lúc cái thân thôi. Chứ còn những cái stem hay là những cái housing thì nhà sản xuất đã có lúc sẵn rồi. Nếu như mà step của anh em đã cân sẵn rồi thì chúng ta không cần phải dùng hole mock, tức là dùng cái mock mà mình dán penet vào trong những cái lỗ của stem á, thì mình sẽ không dùng cái đó nữa. Tại vì nếu như mà step đã khá là cân bằng rồi, còn nếu như mà chúng ta không thể cân thẳng được thì chúng ta mới sử dụng cái dán penet đó. Thì nếu như mà các bạn muốn biết dán penet như thế nào thì mình sẽ có để link cái phần mình móc ngày xưa mà mình móc cái step mà mình dán benet á, do cái step của nó quá là dởm đi cho nên mình bắt buộc phải dùng benet chứ không thể nào mà cân thẳng nổi. Rồi, ok, những cái thằng mà đã cân sẵn này rồi thì mình cũng sẽ bôi thêm một ít nữa.
Ok, như vậy là mình đã mock xong cái phần start. Bây giờ chúng ta sẽ gắn start lên test lại một lần nữa nha. Đó, sau khi mình đã mock xong rồi thì cái start của nó cực kỳ là chắc chắn và không còn hiện tượng vinh quá nhiều hay là nghe tiếng lọc sọc nữa. Đó, rất là ngon. Đó, mặc dù là cái start này nó vẫn còn hơi khập khiễng nhưng mà nói chung thì nó đã khá là cân bằng rồi. Và khi mình gõ nó không còn cái tiếng lọc sọc nữa. Như vậy là rất là ngon rồi. Rồi cái start cuối cùng. Ok, như vậy là cực kỳ ngon rồi, chúng ta không cần phải móc gì thêm. Riêng cái space này thì do mình đang sử dụng space SA cho nên là nghe tiếng của nó nghe kêu rất là to. Vì dòng SA thì sẽ cho cái tiếng khi mà chạm đáy thì nó sẽ kêu thình thịch rất là to, kiểu dạng giống như là một cái trống vậy. Còn những space khác như là Cherry thì cho tiếng khá là nhỏ. Còn OEM thì nó sẽ là trung bình. Đây mình thử gắn cái stab của thằng OEM nhé. Space của thằng OEM nhé. Đó. Nghe tiếng của nó nghe thon hơn rất là nhiều so với tiếng của space của FA. FA nghe tiếng của nó rất là đầm và to. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái loại switch nào đó mà để lắp vừa với em này. Thì với tiêu chí là một cái bộ kit giá rẻ thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái loại switch rất là ngon, đó là switch G-Wick, để mình cho các bạn xem nhé. Ok, và đó chính là cái dòng switch màu vàng. Đây là dòng switch của thằng G-Wick. Thằng G-Wick này thì nó đưa ra một cái dòng switch khá là ngon với cái giá tiền cũng phải nói là cực kỳ mềm. Với giá khoảng tầm 5.000 thôi mà chúng ta sẽ có một cái dòng switch với cái độ hoàn thiện khá là tốt đó. Và nó sẽ được lắp sẵn từ nhà máy luôn. Đây là một trong những lý do vì sao mà mình chọn con switch này. Tại vì đối với anh em không có thời gian lắp thì đây là một trong những cái giải pháp mà tiết kiệm chi phí cũng như là thời gian nhất. Tất nhiên thì nó sẽ không bằng được những con switch đắt tiền khác rồi. Nhưng mà đối với những anh em mà đang xài switch Lightning thì đây có lẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt. Và switch này có màu vàng, lực nhấn của nó là khoảng 67 gram, tức là nó sẽ nặng hơn red switch nhé. Và nó sẽ có đế màu đục giúp cho led xuyên qua tốt hơn và rất thích hợp với những cái bộ kit mà có led RGB như thế này. Bây giờ mình sẽ thay cái switch này vô. À, còn một cái nữa là cái switch này cũng có 5 chân luôn. À, một trong những cái mà mình thấy nó cũng khá là hay tại vì 5 chân thì sẽ giúp cho cái switch nó ổn định hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp những cái dòng switch của thằng GWIC này vào PPC. Và tất nhiên là mình sẽ chưa khoan vội các cái ốc vào mà mình sẽ lắp trước. Tại vì nếu lỡ như có vấn đề gì xảy ra thì mình vẫn còn có thể mở ra, mình làm lại được. Hoặc là mình kiểm tra lại một lần cuối rồi mình hãng khoan ốc. Tại vì cái này nó xuất phát cho nên nó cũng khá là dễ dàng. If they playing with this fire, I'ma burn them. Murder, it's a murder. Disrespect the... Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái switch lên trên bộ bàn phím này rồi. Và trước khi lắp keycap vào thì chúng ta nên mở lên, mở bàn phím lên và test lại một lần nữa. Xem thử coi là cái tất cả các dòng switch này đã nhận hay chưa. Đó, và chúng ta chỉ để chế độ này chúng ta test thôi. Nếu như chúng ta nhìn thấy có một nút nào đó có vấn đề thì chúng ta sẽ móc lên.
Có thể là khi chúng ta lắp xuống thì cái chân của nó bị cong như thế này và nó sẽ không có nhận phím. Đó, chúng ta mở lên và lại chỉnh lại cái chân rồi lắp lại thôi. Rất là đơn giản. Ok, như vậy là tất cả phím đều hoạt động tốt và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đó phần lắp keycap vào trang này. Rồi để lắp cho cái bộ bàn phím này thì mình sẽ sử dụng cái bộ keycap, đó là bộ keycap Honeybee. Với cái bộ keycap này thì nó vẫn có thể hỗ trợ được layout 84 đó, như cái bàn phím mình đang xài, và nó có rất là nhiều nút khá là đẹp và cũng như là chất lượng cũng rất là tương xứng với lại cái giá tiền. Với cái bộ này thì nó chỉ dưới khoảng chưa đến 500 ngàn thôi, nhưng mà nó là chuẩn SDA và có chất lượng là PBT rất là đẹp. Mình sẽ thử lấy ra một vài nút cho các bạn xem. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nó sẽ có tới hai nút space, có rất là nhiều nút có cái ký hiệu cực kỳ là dễ thương. Và cái chất lượng của nó thì sẽ là PPT và in sẽ là in Daisuke thôi chứ không phải là in double shot, tại vì cái giá thành của nó cũng khá là rẻ nữa. Tuy nhiên thì với cái mục tiêu của mình đó là build một cái kit mà giá thành vừa phải nhưng mà chất lượng cũng ok thì đây sẽ là một lựa chọn khá là ngon. Đó, các bạn nhìn này, cái chất lượng của nó đúc được khá là dày và cái chất lượng in cũng không hề kém cạnh. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái bộ này. Ok, như các bạn đã thấy thì cái con này nó có một số nút là nó sẽ không có giống cái tiêu chuẩn bình thường. Ví dụ như là nút Enter bên phải đây thì nó sẽ nhỏ hơn, cũng như là nút Shift nữa. Vì vậy chúng ta sẽ cần những cái bộ mà nó có hỗ trợ những cái nút lạ như vậy. Ví dụ như là nút Shift ngắn đây. Shift này là Shift 2U này, Shift này là Shift 1.75 này. Những cái bộ 84 hay là 68 thì thường sẽ là sử dụng Shift 1.75 nhé, 15U á. Đó, với những cái Shift như thế này thì nó mới gắn vừa vào cái chỗ này được, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị thừa và sẽ không thể nào gắn vừa được. Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap lên chiếc bàn phím. Như các bạn thấy thì với cái bộ keycap màu trắng vàng như thế này thì nó rất hợp với những chiếc bàn phím có cây màu trắng như thế này. Và các bạn lưu ý là với cái layout 84 thì chúng ta sẽ có một cái hàng bên ngoài này. Cái hàng này không phải là bộ bàn phím nào cũng lắp được nhé. Tuy nhiên chuẩn SDA hoặc là chuẩn DSI thì nó dễ lắp hơn. Tại vì chúng ta có thể thay đổi bất kỳ hàng nào mà không lo lắng về cái sợ độ cao chênh lệch. Với cái chuẩn SDA như thế này thì các bạn yên tâm là khi chúng ta gõ thì cái tiếng nó thoát ra cũng khá là nhỏ. Không giống như là tiếng của thằng SA thì nó sẽ khá là to. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn chiêm ngưỡng cái thành quả nhé. Sau khi mà mình đã lắp bộ keycap này lên, bây giờ mình sẽ test tiếng gõ cho các anh em xem. Ok, thì như các anh em thấy đấy, thì mặc dù là mình đã sử dụng đó là keycap không có xuyên LED, tuy nhiên thì như các bạn nhìn thì nó LED vẫn rất là sáng và rực rỡ. Con này có khá là nhiều chế độ đèn LED nha các bạn. Với cái kit này thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các cái hệ thống đèn LED của em này, cũng như là có thể tùy chỉnh nút bấm. Đó, như các bạn nhìn thấy đây, rất là đẹp, rất là nhiều chế độ luôn. Ok, mình đã mưa cái mic của mình hướng về chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ thử gõ cho các bạn xem. Về cái keycap SDA này thì nó sẽ cho cái cảm giác gõ nó mượt hơn và cũng như là sẽ nhanh hơn nhiều so với những cái chuẩn khác.
Ok, như vậy các bạn đã nghe thấy tiếng gõ của em mài rồi đó, thì nó cực kỳ là chắc và cái tiếng của nó rất là trầm, không bị to và đanh. Riêng cái con Yiwick này thì nó lúc sẵn rồi, cho nên khi mình bấm thì cái cảm giác của nó rất là mượt. So với tầm giá thì khó mà có kiếm được cái con Switch nào mà mượt hơn. Tuy nhiên thì với những cái Switch cao cấp hơn thì cái tiếng gõ của nó sẽ nghe trầm hơn khá là nhiều và nghe nó hay hơn. Nhưng đối với sinh viên giá rẻ thì như vậy là quá là ok rồi. Và để sử dụng chiếc bàn phím này thì chúng ta cần một số cái thao tác nhỏ như sau. Ví dụ như là nếp N cộng với Q để sử dụng, đó là USB 2.4G, USB-R á. Hoặc là chúng ta FN cộng cho E, R và T sẽ là ba cái chế độ Bluetooth. Bluetooth 1 là FNE, FNR và FNT sẽ là ba cái Bluetooth của em này. Và để sử dụng thì chúng ta ấn FNE giữ một lúc, khi nào nó chớp nhanh như thế này thì chúng ta có thể tìm kiếm được. Và FNI sẽ là chuyển sang chế độ dùng dây. Đó, và đây là những cái cơ bản nhất của em này. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể đọc cái tờ hướng dẫn. Ok, vậy tổng hợp lại với cái bộ kit giá khoảng tầm hơn 1 triệu cộng với bộ keycap thêm khoảng tầm 500 và thêm bộ switch. Switch này thì sẽ gồm có 84 cái, thì mỗi cái khoảng tầm 5.000 thôi. Thì chúng ta sẽ có khoảng tầm gần 900 ngàn đi, 400 ngàn đi. Thì tổng chi phí của em này giá chưa tới 2 triệu và chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm cực kỳ ngon. Một chiếc bàn phím custom với đầy đủ 3 chế độ, rồi cái switch mượt mà. Đó. Pin trâu cực kỳ, với pin 6.000 thì các bạn yên tâm, dùng 2.4G phải nói là rất là trâu. Mình đang sử dụng một em này và cảm giác như là nó sẽ không bao giờ hết pin nếu chúng ta sử dụng 24G và không bật led. Còn nếu bật led thì có thể khoảng tầm nửa tháng cho đến một tuần. Thế các bạn thấy sao về cái bộ kit này? Nếu mà các bạn muốn thì bữa sau mình sẽ build thêm một cái bộ kit khác và với cái switch khác, kỳ các khác cho các anh em xem. Nếu mà các bạn có ý kiến gì cứ comment nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bọt Gear đấy. Bye bye. You don't welcome in the hood 'cause you a clown. I got shooters ready just to let you die.